Hello Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 156 của Tô Minh Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Và đừng quên ấn đăng ký kênh Để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Trở về Khi Tô mình đứng dậy Thì không gian ảo ảnh yên lặng xuất hiện từng khe nứt Tiếng kèn két vang vọng Thế giới giống như mặt gương Ở xung quanh Tô mình vỡ ra thân hình tôi mình cũng theo đó thành bốn năm mảnh mãi đến khi hóa thành mảnh vụn biến mất ở trong hư vô mênh màng giây phút thân hình tôi mình tán đi thì ở trong không gian mảnh đá đen đường hầm ở trong ngọn núi thứ hai trước cửa sơn môn to lớn tôi mình tay phải ấn vào cửa đá người mạnh mẽ run rẩy đôi mắt khép kín mở ra tôi mình hít sâu giống như hồn đã quay về xác biểu tình của tôi mình thay đổi tay phải ẩn chứa cửa đá run rẩy khó có thể kiềm chế tôi mình cảm giác hồn và thân hình của mình khoảnh khắc này là không phối hợp cho hắn cảm giác rất xa lạ Loại cảm giác này có từ phần nhỏ từ xác thịt, nhưng đa phần là vì thời gian lưu động. Không gian ảo và chỗ này dù rằng khác nhau, nhưng tôi mình là điểm giao thác. Hắn từ không gian tĩnh lặng ở lại đây, thực sự là tự nhiên có một loại mãnh liệt không kích ứng. Tôi mình cúi đầu nhìn tay phải của mình, hắn thấy bàn tay run rẩy. Tôi mình im lặng, nỗi lòng dần dần ổn định, trong mắt lóe ra tia sáng. Không biết ở trong gian ảo ảnh này đã qua bao nhiêu năm, dù nói là tĩnh lặng, nhưng mà trong đó năm tháng lắng động vẫn là mang theo tăng thương tám loại phối phương chuyên môn đối phó với quần đề đào thú. Ta số cuộc là đã luyện chế ra được đề đào đan. Tô Minh hít sâu, mắt nhìn ra cửa đá, trượt lóe. Tô Minh nhấc chân tiến tới phía trước, tay phải rơi lên lại ấn vào cửa đá. Giây phút tay phải của Tô Minh đụng vào cửa đá này thì chấn động. Bên trên tơ xanh giống như là mạng nhện, lấy điểm sáng lam nhạt làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài. Vào giây phút này, nó bỗng nhiên cò rút, cò đến một điểm thì là hóa thành một vòng xoáy lam nhạt. Cùng lúc đó, Từng viên đan dược bay ra khỏi vòng xoáy, bành bồng ở trước mặt của Tô Minh. Những đan dược này là thật lâu trước khi Tô Minh hiến tế, cũng là hắn ở trong không gian ảo dùng đan dược này để thí nghiệm, số lượng vô tận. Nhưng hiển nhiên, lần này đan dược xuất hiện không còn là vô tận, chỉ là còn có bao nhiêu đó. Đối với Tô Minh thì dù là không còn cung cấp vô tận thì cũng không sao, hắn đã tìm ra được phương thuốc hoàn mỹ, lần này có thể luyện chế thành công. Ánh mắt lướt qua những thứ đó, Tô Minh vùng lên tay phải, lập tức lấy ra một viên đan dược, bóp nát nó chỉ lấy lại phần vỏ lại cầm viên đan dược khác bóp nát lấy đi ba phần cứ như vậy dùng những cách phức tạp cuối cùng là tô minh dựa theo phương thuốc thử nghiệm ra tay bốc lên trên ngọn lửa một tiếng đồng hồ sau tạo thành luyện chế đan đầy đào đan dược đỏ thắm như máu trông thấy rất khủng khiếp dường như đó không phải là một viên đan dược mà là một huyết cầu đề đào đan tỏa ra hơi thở tà ác nó có mùi ngọt ngào đậm đặc tỏa ra xung quanh mùi ngọt này nếu như thoáng ngửi sẽ cảm thấy mê say nhưng nếu như hít vài lần thì ở trong người sẽ khó có thể ức chế được cảm thấy buồn nôn, giống như là muốn ói ra hết mật xanh mật vàng. Đề đào thú, Tô ta sẽ trở về cùng với các người. Mắt Tô Bình lộ ra sát khí, hắn lắc người, hóa thành cầu vòng chớp mắt rời ra khỏi đường hầm, rời khỏi ngọn núi thứ hai, rời khỏi mảnh vỡ không gian. Vòng ngoài, rìa của thân nguyên tinh hải, một mảnh trời sao rực rỡ có ngân hà, từng tiếng rít gào như trẻ sơ sinh khóc nối tiếp nhau, vang vọng tám phương tám hướng. Nếu như có thể từ đây nhìn xuống thì sẽ, sẽ thấy rõ tồn tại hơn 10 vạn đề đào thú, 10 mét, 100 mét, thậm chí là ngàn mét. Đề đào thú biểu tình điên cuồng, tham lam. Có 13 chiến thuyền bị hơn 10 vạn đề đào thú bao vây. Trong những tiếng gầm giống và điên cuồng của chúng, những đề đào thú này phát động ra từng đợt trùng kích 13 chiến thuyền. Mấy ngàn tu sĩ ngăn cản chúng nó, khuôn mặt họ mỏi mệt, mang theo vết thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng mà họ không hề lùi bước mà cắn răng cố chống đỡ cho dù tu vi có sắp tiêu hào hết cho dù pháp bảo đã toái dù rằng không còn hy vọng gì nữa nhưng bọn họ vẫn vặc vẫn phải còn đứng đó minh ân cửu lão chín ông lão vốn nhắm mắt giờ là đều mở ra ánh sáng trắng toát phát ra từ mắt của họ tu vi của chín ông lão này đều là tới hậu kỳ vị giới họ vòng quanh chín hướng 13 chiến thuyền hết sức chống cự để đào thú trùng kích nếu như không có 9 người bạn họ thì đề đào thú đã sớm ập tới, nhấn chỉ 13 chiến thuyền và toàn bộ tu sĩ ở đây. Nhưng dù là như vậy thì vẫn có để đào thú từng đợt trùng kích. Tu sĩ không ngừng bỏ mình, thân hình của họ bị đề đào thú xé rách ở trước mặt của các tu sĩ khác cắn xé, phân thây ăn. Hình ảnh khủng khiếp mang theo dùng động xen lẫn tuyệt vọng. Miêu nữ đã thi triển ra tốc độ đến cực hạn, dùng tốc độ vòng quanh 13 chiến thuyền, lần lượt hóa giải nguy hiểm, dùng giết chóc để giảm bớt áp lực. Chiến thuyền thủ hộ bùng phát ra cuột sáng, có thể phá hủy tất cả, nhưng mà mỗi lần bắn ra cột sáng thì đều có thể phá hủy xương khói của đề đào thú, không thể nào tổn thương đến thân hình của chúng. dù sao có quá nhiều đề đào thú, số lượng hơn 10 vạn nói thì là không thấy hùng hồn bao nhiêu, nhưng mà chính mắt nhìn thấy thì nó là vô biên vô hạn. phía xa có hai con đề đào thú tám ngàn mét đang lao tới, tỏa ra xương khói ngập trời, khói như là sóng biển thực chất oanh kích tám hướng. phía trước chúng là hứa tuệ có 17 bảy cây bóng, hứa tuệ mặt mày tái nhợt tu vi của cô rất khó cùng lúc đối kháng với tồn tại cường đại có thể so với kiếp nguyệt cảnh coi như là đề đào thú này mãnh thú có rất nhiều thần thông không bằng tu vi nhưng mà hai đề đào thú ngàn mét vẫn là mang đến áp lực rất lớn cho hứa tuệ hứa tuệ hoàn toàn rơi vào thế yếu thậm chí mấy lần đã gặp hung hiểm xem như là hiện giờ miễn cưỡng chống đỡ cũng là chống không được bao nhiêu lâu quan trọng hơn đó là phía xa thiên thạch khổng lồ bình bổng ở trên trời sao để đào thú vạn mét vẫn đứng trên đó lười biếng mà ngồi ánh mắt lạnh băng mang theo châm chọc và đùa cợt xảy qua hứa tuệ và các tu sĩ bên cạnh nó là còn có hai con đề đào thú tám ngàn mét nếu như chúng nó cũng nhau cùng nhau ra tay thì hứa tuệ rất khó mà chống lại hứa tuệ mặt mày tái nhợt lòng chất chứa tức giận không phải là hận đề đào thú mà là đối với tù mình cũng chính là đạo không lúc trước đối với việc tô mình chọn ở lại chủ động ra tay khiến cho hứa tuệ bất giác thay đổi ấn tượng đối với hắn nhưng cô không ngờ tất cả chỉ là giả tạo tính cách của đạo không không có gì biến đổi gã vẫn là một kẻ giả nhân, giả nhân giả nghĩa làm bộ làm tịch mặt ngoài lời nói là đường đường chính chính nhưng sự thực lúc nào cũng là không biết gã dùng cách gì để bỗng nhiên biến mất dù không có dao động truyền thống nhưng mà đạo không đã biến mất trừ bị truyền thống thì là không còn cách nào giải thích khác trừ sự tức giận ra hứa tuệ là còn có bi thường và thất vọng cô biết vận mệnh của đời cô đã liên kết đối với đạo không không thể nào mở ra cô nhất định là sẽ trở thành đạo lữ song tu của với đối phương Hứa tuệ đã từng muốn thay đổi nhưng không thể nào thành công, từng muốn sửa đổi đạo không nhưng vẫn thất bại. Bây giờ nhìn đạo không một mình bỏ trốn, nỗi thất vọng khiến cho khuôn mặt tái nhợt của hứa tuệ lộ ra cay đắng và thê lương. Tương đối với hứa tuệ cay đắng thì tu sĩ trên 13 chiến thuyền bị bao vây ai nấy đều im lặng. Họ không giống gầm, không cười khổ mà là im lặng, dùng sinh mệnh để chém giết với đệ đảo thú. Còn mình ân cựu lão, người ngoài không biết trong lòng họ nghĩ gì, nhưng họ đôi khi liếc chỗ tô minh biến mất, có thể thấy ra nỗi lòng hoặc thất vọng, phức tạp, chín người đã rất mệt mỏi không ngừng chém giết làm cho họ là không bị thương nhưng mà tiêu hao rất nhiều tu vi ý chí bị hành hạ phía xa đề đào thú uy hiếp quan trọng nhất là không có hy vọng mà tuyệt vọng những điều này trở thành độc dược độc nhất giết chết ý chí của mọi người cách tụ mình biến mất khoảng một tiếng đồng hồ trình độ chém giết kịch liệt hơn cả lúc trước đạt đến đỉnh điểm nếu như không có bên ngoài tham gia thì có lẽ họ vẫn có thể chống đỡ tiếp nhưng mà phía xa hình như đề đào thú vạn mét đùa chán rồi vùng tay phải phút chốc hai con đề đào thú ngàn mét bên cạnh của nó ngừng đầu, nhè răng cười phát ra những tiếng giống kinh thiên động địa, biến thành hai cầu vòng lao hướng 13 chiến thuyền. Chúng nó tới, kết thúc lần săn bắt. Trong đôi mắt, màu trắng của mình ân cửu lão lộ ra vẻ bình tĩnh, đó là sự bình tĩnh nhìn thấu tất cả sinh tử trước khi chết. Người miêu nũi run rẩy cười khổ, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Giống như là có thể như vậy, không bằng hãy chết đi cho xong, nhưng tiếc nuối ở trong lòng của ả không cách nào lấp đầy. Hứa đạo hiểu, Chúng ta hãy đốt cháy linh hồn tự bạo, mượn cơ hội này mở ra con đường chạy trốn cho người. Đến lúc đó, người là phải mau chóng rời đi. Giọng của Minh Ân lão cửu, vang vọng trong tinh thần của hứa tuệ. Không chỉ có chín người chúng ta, còn có tất cả những tu sĩ đạo thần tốc và 13 chiến thuyền đều sẽ tự bạo, để sinh ra đồng quy vô tận, chắc chắn khiến cho các ngươi đi được. Hãy tìm thiếu chủ, đừng có trách hắn, hắn vẫn là một con nít, cần phải rèn luyện và trưởng thành. chín người lão phô, chúc phúc cho các người, từ nay thiếu chủ giao cho hứa đạo hữu hắn có một chút tùy hứng hy vọng hứa đạo hiểu, hãy bao dung với hắn tìm hắn dẫn hắn về đạo thần tộc hứa tuệ tinh thần rung động mình ân cửu lão luôn luôn phớt lờ cô mà cô cũng khinh thường chín vị tu sĩ giống như lão nô giữa bọn họ chưa từng nói một câu nào nhưng bây giờ chín người này có quyết tâm như vậy cũng là đồng quy vu tận để lấy cơ hội cho cô chạy trốn hai con đề đào thú ngàn mét bỗng nhiên tới gần uy nhếp ập tới ngay khi chín ông lão lựa chọn tự bạo 13 chiến thuyền sắc tự hủy tan vỡ tất cả tu sĩ chuẩn bị hết sức lực để đồng quy vui tận với đề đào thú, thì bỗng nhiên. Chỗ lúc trước tôi mình biến mất, ở đó tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, ngập trời. Ánh sáng bùng phát, hấp dẫn tất cả lực chú ý của các tu sĩ, của cả đề đào thú, của cả hứa tuệ và chín ông lão, và càng hấp dẫn bốn con đề đào thú ngàn trượng kinh ngạc và đề đào thú vạn mét con người cỏ rút. Hết trường Thế lệnh núi lở Đây là mình ẩn lão kiểu ngây ra áp lực tỏa ra từ chỗ ánh sáng đó là vị trí lúc trước thiếu chủ của họ biến mất có một suy nghĩ dù họ cảm thấy không thể nào nhưng mà kìm không được hiện ra trong đầu Nhiều nữ ở một bên con người co rút cũng nhìn qua còn hứa tuệ ngẩn người nhíu mày cô không tin rằng tô minh sẽ trở về theo hứa tuệ thấy thì lúc này đạo không chẳng biết đã chạy trốn bao nhiêu xa rồi mới đúng nhưng tình hình bây giờ đã khiến cho tất cả tu sĩ nơi này tinh thần rung động bởi vì hơn 10 vạn đề đào thú bao vây bọn họ vào khoảnh khắc này thấy ánh sáng thì vẻ mặt điên cuồng hùng tợn biến mất bị sợ hãi thay thế người chúng nó run rẩy dù rằng vẫn có tiếng gấm rồng nhưng mà cho người ta cảm giác không phải là hùng ác nữa mà là rít gào lên đó là những tiếng rít của hơn 10 vạn địa đào thú chúng nó run rẩy nhanh chóng tàn ra xung quanh dường như chỗ truyền tới ánh sáng chói mắt này đối với chúng nó là một sự khủng bố không thể nào hình dung để đào thú 10 mét như vậy, để đào thú thú 100 mét cũng như vậy, thậm chí là bốn để đào thú ngàn mét cũng người trong chớp mắt như vậy, người cũng run lên, vẻ mặt của chúng lộ ra vẻ khó tin một tiếng giống kinh thiền động địa vang lên cả trời sao trở nên run rẩy thậm chí khiến cho tất cả những tu sĩ bao gồm cả hứa tuệ mình ân Lão cửu tinh thần phải chấn động đầu óc trong khoảnh khắc trở nên trống giống tiếng giống khủng khiếp này phát ra từ miệng của vua để đầu thú vạn mét đứng ở trên thiên thạch đó là lần đầu tiên nó phát ra tiếng gầm giống nó đứng dậy khỏi thiên thạch độ cao vạn mét khiến cho nó trông như là một thiên thần không thể nào chiến thắng đủ để khiến chấn nhiếp tinh thần của mọi người nhưng hôm nay vẻ mặt của nó nghiêm túc chưa từng có xung quanh hơn 10 vạn đề đào thú bởi vì vua của chúng nó để đào thú vạn mét gầm lên mà miễn cưỡng dừng lại bước chân sắp chạy trốn người run rẩy đứng ở trên trời sao ánh sáng màu trắng này lại càng sáng chói mắt tình cảnh này khiến cho hứa tuệ và minh ân cựu lão và các tu sĩ ngẩn ra họ kinh ngạc trong lòng có cảm giác bất an trong đó Minh ân lão cựu sư đoán ánh sáng trắng này là tô mình cũng vào giờ phút này tan biến họ càng nghiêng về suy nghĩ trong ánh sáng trắng này có một mảnh thú càng cường đại hơn cả đề đào thú cái đáng hiện ra trong lòng của mọi người chính lúc này trong ánh sáng trắng khổng lồ dần dần xuất hiện một bóng dáng đường nét không phải là mãnh thú mà là hình người cùng với đường nét xuất hiện xung quanh nổi lên những tiếng rít đó là hơn 10 vạn đề đào thú không thể nào khống chế nỗi sợ tạo thành những tiếng rít những con đề đào thú trăm mét còn đỡ đề đào thú 10 mét thì trong lúc hét lên tự nhiên là phát điên vội vàng lùi ra phía sau bỏ chạy phút chốc bởi đề đào thú trong trời sao hỗn loạn đề đào thú vạn mét thì lại gầm lên khiến cho những đề đào thú bỏ chạy miễn cưỡng khựng lại chính lúc này trong ảo ảnh ánh sáng trắng truyền ra những tiếng hừ lạnh tiếng hù lạnh quanh quẩn rơi vào tay của tu sĩ không là gì nhưng vào tay của các đề đào thú thì sống đánh gầm gầm giống phút chốc đề đào thú 10 mét phát ra tiếng hú mà kệ vua của chúng nó chuyển đến ý chí không một chút do so dự chạy tư tán chính lúc này thân hình trong ánh sáng màu trắng hoàn toàn bước ra mặc tinh thần thánh bảo tóc xõa ngang vai khuôn mặt tuấn mỹ thân hình thon dài còn có khói môi treo nụ cười lạnh bằng khiến cho người thó toát ra tà khí nồng đậm thiếu chủ thiếu chủ lại trở về hay sao tham kiến thiếu chủ giây phút tôi mình xuất hiện tu sĩ trên 13 chiến thuyền ngẩn ra sau đó lại hưng phấn dường như trong chớp mắt mệt mỏi đã thổi quét từng tiếng tham bái vang vọng mình ân cửu lão nhìn chằm chằm vào tôi mình chắp tay và cúi đầu họ không hỏi tại sao tôi mình trở về còn có thể ở đây lại trông thấy thiếu chủ trong lòng của họ kìm không được nổi lên kính trọng còn có thiếu phụ miêu nữa à ngay ra nhiều phóng giống như hứa tuệ mờ mịt à không nghĩ ra tại sao đối phương lại phải trở về ta đã nói ta sẽ không đi dù ta có đi ta cũng sẽ mang theo các người tôi mình bình tĩnh nói ngoái đầu liếc hơn 10 vạn đề đào thú giết gào và hỗn loạn trong ánh mắt tôi mình ẩn chứa uy nhiếp tôi sĩ không hiểu thấu nhưng mà hơn 10 vạn đề đào thú nhìn thấy bóng dáng của tô mình, bị ánh mắt của hắn lướt qua thì lại càng giống tỏ tốc độ tàn ra càng nhanh dường như tô mình tồn tại căn nguyên khiến cho chúng nó kinh khủng dường như hắn là nguồn sợ hãi vô tận của bầy đệ đào thú tất cả điều này tu sĩ đạo thần tông không hiểu ra sao nhưng mà tô mình biết nguyên nhân hắn tiêu diệt vài chục vạn đệ đào thú ở trên người của hắn tự nhiên là lại có một hơi thở chỉ có đệ đào thú mới phát hiện ra hơi thở này là sát khí khiến cho đệ đào thú phải run dậy Ánh mắt của tôi Minh khiến cho đám đề đào thú càng hoàng sợ hơn là bởi vì mỗi một lần đề đào thú bị hắn nhìn thấy trong trí tuệ không cao kia là sinh ra một ảo giác thân hình tách tách rời. Dường như tất cả kết cấu của thân hình mình có bao nhiêu máu thịt, có bao nhiêu phân bố khung xương và kinh mạch khắp nơi ở đâu đó, ở trong đầu và thân thể, ánh lên bởi ánh nhìn của đối phương. Có cảm giác ánh mắt của Tô Minh chính khi nhìn vào chỗ nào đó là điểm màu, điểm máu mà chúng nó đã từng bị thương hoặc là chỗ yếu nhất ở trên thân thể loại cảm giác như vậy cộng thêm sát khí cùng với chúng nó là ngập trời thêm vào uy nhiếp vô hình biến thành nguyên nhân khiến cho chúng nó phải tàn vỡ giống như trên đời người giết chó nếu như cả đời này giết mấy trăm con chó là sẽ hội tụ sát khí khiến cho loài chó gặp thì phải run rẩy giống như sát nhân nếu như có thể tự tay giết chóc mấy ngàn người vậy thì sát ý ngừng tụ ở trên người kẻ đó chỉ cần lấy một ánh mắt là khiến đủ cho người thường cũng phát hiện ra ngay bởi vì đó là linh tính càng đừng nói đến nếu như giết vài chục vạn người loại cảm giác này sẽ càng mãnh liệt Đối với mãnh thú có linh tính rất cao như là đầy đạo thú, dĩ nhiên nó sẽ càng nhận ra rõ. Tình cảnh này xảy ra ngoài dự đoán của các tu sĩ đạo thần tông, càng khiến cho hứa tuệ hút một người khí lạnh. Ánh mắt nhìn tô minh có cảm giác sâu không thể lường. Hứa tuệ không biết tô minh sau khi biến mất đã trải qua điều gì và tại sao khi trở về hắn chỉ đứng đó đã khiến cho bầy hứa bầy đầy đạo thú này khủng khiếp. Hứa tuệ rối loạn. Có cùng thắc mắc đó là còn có minh ân kiểu lão. Chính lúc này, một tiếng gầm chấn động trời sao lần thứ ba chuyển ra là để đào thú tu vi vạn mét nó đứng ở trên thiên thạch gầm hướng tô mình biểu tình chậm trọng mắt lóe ra những tia sáng sóng âm lại gầm vang tám hướng đó là một loại khiêu chiến với hắn khiêu chiến vì đó là vua của đề đào thú trong tiếng gầm của nó những đề đào thú 10 mét run rẩy dù vẫn là thụt lùi nhưng mà để đào thú trăm mét ngàn mét thì cắn chặt rằng cố nén hơi thở từ người của tô mình khiến cho chúng nó phải phát run chúng nó không lùi mà dần dần tới gần hắn còn để đào thú 8 ngàn m thì mắt đỏ rực vọt hướng tổ mình. Phút chốc, vài ngàn đề đào thú xông tới hướng của tổ mình, không có con nào là dưới trăm mét. Tổ mình cười nhạt, khoảnh khắc từ đề đào thú lao tới thì tổ mình tiến tới một bước. Xích hỏa hầu thì chuyện dặn na gì, thân hình hắn biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh một con đề đào thú trăm mét. Đề đào thú trăm mét người dung chuyển, chưa có hành động gì thì Tô mình rơi lên tay phải, quen tay điểm vào ngực của nó, giống như mây trôi nước chảy. Tổ mình chỉ vào người của con thú, vạch một vệt dài, chớp mắt vòng quanh con thú này một vòng sau đó tụi mình không thèm liếc mắt cái nào đi hướng con đề đào thú khác sau lưng của tụi mình con đề đào thú trăm mét người rung chuyển nó cúi đầu khóe miệng tràn máu thân thể bỗng nhiên mềm nhũn ra chỗ bị ngón tay tụi mình điểm chúng là vết thương cũ lúc trước mà nó chiến đấu vệt dài xé qua là một vòng phong bế một dây gân trong người của nó khiến cho máu chảy khựng lại kích phát ra vết thương cũ trong thời gian ngắn trái tim của nó ngừng đập người rơi xuống bỏ mình Tình cảnh này khiến cho tất cả những người chứng kiến con người khủng khiếp, co rút. Một, hai, ba con. Tôi mình đi tới đi lui, chỗ hắn bước qua, những đề đào thú trầm mét con nào con ấy không có một chút nào sức lực đánh lại. Thậm chí tôi mình là không cần dùng nhiều tu vi trên người. Hắn biết quá rõ kết cấu thân thể của đề đào thú, liếc mắt là biết ngay sơ hở sinh mệnh của đối phương ở đâu. Tôi mình nhìn qua, đề đào thú chết càng ngày càng nhiều, tiếng gầm càng kịch liệt. Những đề đào thú ngàn mét giết gạo lao tới, đề đào thú vòng quanh người của tôi mình từ mấy ngàn biến càng nhiều vẫn chưa đủ mắt của tôi mình trợt lóe hắn muốn để đào thú dày đặc hơn một chút tôi mình lắc người lao hướng những đề đào thú 10 mét vào giây phút này vua đề đào thú vạn mét phát ra những tiếng gầm thứ tư trong tiếng giống này truyền ra ý chí khiến cho những đề đào thú 10 mét run rẩy phát cuồng làm như là bị buộc đến đường cùng thì nó sẽ phát điên chúng nó không ngừng đuổi nữa mà lao hướng tô mình nhìn nhưng nhìn như tôi mình đang ở trong nguy hiểm bị bao vây tầng tầng nhưng mà đây chính là điều mà tô minh mong muốn để đào thú vạn mét gầm giống ngược lại giúp tô minh một tay để đào thú vạn mét vào khoảnh khắc này nó đang ngầm ầm, ầm lên lần đầu tiên rời ra khỏi thiên thạch thân thể cao lớn đạp bước trong trời sao đã xuất hiện bên ngoài vòng vây tô minh gia nhập vào trong bầy để đào thú hiển nhiên tô minh trở về không chỉ làm để đào thú bình thường sợ hãi càng khiến cho vua để đào thú như nó cũng cảm nhận được uy hiếp sức chiến đấu cường đại có thể so với kiếp dương cạnh lão quái khiến cho để đào thú xuất hiện trời sao chấn động sóng gợn lăn tăn lực lượng vô thượng giáng xuống muốn nghiền nát tô mình tô mình lại lộ ra nụ cười tô mình xoay người nhìn hướng để đào thú vạn mét lao tới tay trái giơ lên chộp hướng bên trái lập tức một con đề đào thú trăm mét bị hắn bóc cổ họng mặc dù thân hình của tô mình so sánh với nó thì rất nhỏ nhưng mà không cản trở được hắn thực hiện hành động cú chộp này làm cái mồm to của đề đào thú bản năng há ra Nụ cười của Tô Minh lạnh bằng sen lẫn tả khí. Tay phải nhón một cái. Một viên đan dược xuất hiện trong tay của hắn. Bỏ vào miệng của đầy đào thú trăm mét. Đó là Tô Minh chuẩn bị vô số năm tháng. Thử hơn 8 vạn phương thuốc. Dùng 10 vạn đầy đào thú thực nghiệm mà có được. Đầy đào đan diệt tộc. Hết trường. Hoặc là bái. Hoặc là chết. Một viên đan dược vào miệng tay phải của tô minh liên tục điểm ra vài cái trên người của để đào thú khiến cho để đào đàn ở trong người của những con thú này chớp mắt hỏa tan tiếp theo tô minh bóp cổ để đào thú trăm mét lắc người quanh con thú này vào bầy để đào thú bên cạnh thân hình trăm mét của để đào thú chớp mắt biến đỏ rực nổi lên đầy gân xanh có máu chảy ra từ đỉnh đầu bộ dạng khủng khiếp dường như là tất cả những khung xương và máu thịt của chúng trong người dây phút tàn rã mắt của tụi mình lóe ra tia sáng lạnh đối diện với vô số đề đào thú gầm giống vào ra từ bốn phương tám hướng đối diện với bốn đề đào thú hơn tám ngàn mét đối diện với vua đề đào thú thân hình hơn vạn mét hắn lại cười khi tô mình nở nụ cười thì nâng lên tay phải nằm ngón trụm vào nhau đẩy ra ngoài miệng lại khẽ kêu khoảnh khắc tô mình phát ra thanh âm thì một tiếng trầm đục chuyển ra từ người của đề đào thú thanh âm này cùng lúc với tiếng của hắn giống như là bị hắn kích phát nổ trong tiếng nổ Đề đào thú trăm mét nuốt đề đào đan thân hình thành bốn không xương cốt không thịt nát cũng không có mảnh vụ của thân thể nó tạc nổ chỉ là một bãi mưa dường như thân hình của nó liên tục nổ tung bên trong thân thể mọi thứ bị hòa tan chỉ có lớp da bao bọc giống như là một cái túi da chứa đầy nước giờ cái túi vỡ thì máu bên trong cũng văng ra vị trí đề đào thú trăm mét ở xung quanh có rất nhiều đề đào thú khi thân hình của nó tạc nổ máu của nó dính vào người của 10 con đề đào thú Máu này nhìn thì như bình thường, nhưng mà khi rơi vào người của con đề đào thú thì tiếng hét thảm vang đến từ miệng. Có thể thấy, máu trên người của 10 con đề đào thú như là có linh tính, khi đụng vào chúng thì tự nhiên là ăn mòn xuyên thấu lớp da, xâm nhập vào cơ thể của chúng, dùng hợp cùng với máu, lại chảy trong gân mạch. Liên tiếp, 10 tiếng nổ chấn động tất cả những tu sĩ của đạo thần tông, làm Minh Ân Kiều Lão trợn to con mắt rung động, khiến cho thân hình của miêu nữ khựng lại, mặt mày tái nhợt, mang theo vẻ khó tin, càng khiến cho Hứa Tuệ hít thở dồn dập, cô không thể tin những điều mà mình đã nhìn thấy bọn họ nhìn thấy là mười con đề đào thú tàn vỡ lấy chúng nó làm trung tâm máu bắn tắm hướng dường như là đang có sóng biển huyết hải cuộn trào huyết hải bùng phát nhấn chìm vào vài trăm đề đào thú máu dính vào người chúng trong đó có một con là đề đào thú tám ngàn mét khói mù của tô minh lại cong lên cao hắn chắp tay sau lưng đứng ở trong huyết hải tàn vỡ huyết hải có thể dễ dàng tiêu diệt để đào thú với tô minh thì không có tác dụng gì hắn thản nhiên cùng với xung quanh máu me hắn lại cười nhạt cùng với xung quanh thê lương hắn lại bình tĩnh xung quanh vậy vì sự sợ hãi mà sinh ra điên cuồng lại hình thành đối lập mãnh liệt muốn lấy vật không nên lấy thì phải chuẩn bị đi diệt tộc đi tô minh lạnh nhạt nói mấy trăm đề đào thú hết thảm kinh thiên động địa thân hịch tạc nhổ dính tới đề đào thú hơn tám ngàn mét nó ngậm giống thống khổ không thể nào hình dung lắc người vọt hướng tô minh nó kìm nén đau đớn sắp tan vỡ muốn tiêu diệt tô minh hắn lại không nhúc nhích hắn tin tưởng rằng linh hồ đan diệt tộc mán luyện chế Tô Minh lạnh lùng nhìn con đề đào thú 8.000m cất bước lao tới, nhưng mà mới tới gần thì thân thể của nó lại bùm một tiếng, tàn vỡ. Cái chết của nó giống như là đánh một tiếng chuông tàng, vang vọng khắp trời sao. Thân hình khổng lồ khiến cho máu của nó, má... máu của nó bắn tới rất nhiều đề đào thú khác, cùng với nó tan vỡ tạc nổ. Huyết hải bằng bạc nhấn chìm Tô Minh, cạn quét từ phía. Từng tiếng gào thét thề lường, mang theo vẻ sợ hãi, điên cuồng phát ra từ miệng của bầy đệ đào thú, khó khăn lắm mới bị bị vua để đào thú kéo cao trên ý và khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan tan vỡ nguy hiểm chết chóc khiến cho bầy đệ đào thú này bất chấp tất cả mà chạy ra ngoài muốn rời khỏi đây chúng nó sợ hãi nhưng đệ đào đàn linh hộ đàn của tô mình là vật diệt tộc càng về sau sẽ càng kinh khủng mấy trăm đệ đào thú tàn vỡ máu của đệ đào thú tám ngàn mét bắn ra khắp nơi có vài ngàn thậm chí là gần vạn đệ đào thú bị máu bắn trúng người tiếng gầm vang ra phát ra từ người của con đệ đào thú thứ nhất bị chính tay tô mình đút cho đan dược từ đó thanh âm từ từ ngừng lại tiếng nổ điếc tai không ngừng vang vọng trong trời sao mỗi lần vang lên là sẽ kèm theo những tiếng hét thảm sẽ có để đào thú trở thành một phần lực lượng của linh hủ đan đan dược diệt tộc linh hủ đan diệt tộc lực lượng khiến cho chúng sinh mục nát đó chính là linh hủ đan huyết hải ở trong trời sao biến thành vòng xoáy khổng lồ không ngừng nổ âm vang lan tràn ra tứ phía nếu như đem trời sao này so sánh thành bức tranh thì nó sẽ thấy rõ mép của huyết hải theo tiếng nổ truyền ra như là có từng đóa huyết hoa không ngừng nở rộ mỗi một đó huyết hoa này là thân hình đề đào thú tàn vỡ. Hình ảnh này coi như là rất đẹp, mang tới khúc nhạc tăng cho sinh mệnh. Vua đầy đào thú, con đề đào thú vạn mét cầm giống, nó vội vàng thụt lùi, biểu tình thì điên cuồng, mắt đỏ rực. Nó mở mắt, nhìn từng tộc nhân thê lương mà chết, nhìn tộc trưởng ở trong tộc, bốn đề đào thú 8.000 mét già nua, đã có ba con chết đi chúng nó chết đi không liên quan gì đến tù vì mà là huyết hải là tu sĩ chết tiện đằng trước đã nhét vào một viên đan dược nó không biết đan dược đó là cái gì nhưng mà đan dược đáng sợ này là nó để cho vua đề đào thú cũng run rẩy nó không dám tới không dám để cho máu đụng vào mình một chút nó có cảm giác mãnh liệt rằng dù là nó chỉ cần đụng tới một giọt máu này thì thân thể sẽ không thể nào chịu đựng nổi điều này không liên quan đến tù vì là thứ mà không thể nào tồn tại ở trong người của đề đào thú đó là thiếu sót trong sinh mệnh của chúng tiếng nổ ngày càng, càng vang vọng khuếch tán để đào thú chết từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy vạn tới hiện tại khắp trời sau gần như là bị huyết hải phủ lên để đào thú chết đến hơn 10 vạn con số còn lại thì ban đầu ở ngoài cùng nhất đa số thân hình khoảng 10 mét hiếm khi là có trăm mét còn để đào thú ngàn mét tốc độ nhanh nhất tới gần tô mình thì nhất thời đã bị chết hết dù rằng là để đào thú tám ngàn mét giá nuôi hiện tại là chỉ còn lại một con thân hình run rẩy may mắn mà chạy thoát đưa mắt nhìn lại có lúc trước trời sao là có hơn 10 vạn đề đào thú hiện tại là hơn một nửa tan tác, còn tồn tại chưa đến 2 vạn. Xung quanh tĩnh lặng. Tất cả tu sĩ đạo thuần tông, bọn họ bị tình cảnh trước mắt rung động, trợn mắt há mồm, ngơ ngẩn nhìn trước mắt, tụi mình đứng ở trong huyết hải. Về đề đào thú, chúng run bần bật, biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng có. Bóng dáng của tụi mình trong huyết hải trở thành một phần khắc sâu nhất trong ký ức, thậm chí sẽ khắc ấn trong sinh mệnh của chúng, truyền thừa, truyền thừa từng đời. Hoặc là quỷ lại, sau đó cút hoặc là bày đề đào thú các người diệt tộc tôi mình đứng trong huyết hải mắt lướt những đề đào thú vẫn còn đang sống lạnh nhạt nói thanh âm kia xuyên thấu huyết hải vang vọng trong trời sao đề đào thú xung quanh run rẩy phát ra những tiếng cầu xin không một chút do dự quỳ hướng tôi mình đứng trong huyết hải gần hai vạn đề đào thú sống sót chúng nó đều quỳ lạy khi tôi mình nhìn hướng vua đề đào thú vạn mét thì con thú biểu tình thống khổ và dãy ruộng người của nó run rẩy lúc sau cúi đầu thân thể cao lớn khịu xuống lạy tô mình động tác quỷ lệ như vậy đơn giản nhưng mà đối với nó thì là còn khó chịu đựng hơn cả cái chết nhưng nếu như nó không làm như vậy thì còn cách nào khác vì tộc quần vì tộc nhân nó không có lựa chọn nào khác tất cả đều là bởi vì tộc quần của nó đã chọc vào người không nên chọc dẫn vào đến tai họa không thể nào hóa giải đặc biệt là nhớ tới viên đan dược kia là tinh thần của nó rung dậy dâng lên vẻ sợ hãi vậy bây giờ là còn không mau cút tôi mình lại nói Đề đào thú vạn mét yên lặng đứng dậy, lắc người lao ra xa. Xung quanh nó còn lại hai vạn đề đào thú chen chúc nhau vội vàng theo sau, xé gió đi xa. Dường như ở tại đây là một giây, đều khiến cho tinh thần của chúng học mất. Tô mình nhìn bầy đề đào thú rời đi, thu lại tầm mắt, hắn không lựa chọn diệt tộc chúng nó. Tô mình xoay người nhìn đám đạo thần tông đằng sau, khóe môi chậm rãi cong lên. Tô mình ở trong huyết hải, mặc tinh thần thánh bảo tóc dài tung bay, biểu tình bình tĩnh, nhưng mà có huyết hải làm cho nổi bật, tà khí mãnh liệt và rõ ràng, đậm đặc lộ gió ra từ người của hắn một khuôn mặt tuấn tú huyết hải tà khí khoảnh khắc dùng hợp khiến cho bộ dạng và thân hình của tô minh trong giây phút này khắc sâu vào tinh thần của mỗi người đạo thần tông không thể nào xóa nhòa thậm chí ánh mắt của tô minh khiến cho các tu sĩ đạo thần tông cuồng nhiệt từ đánh lòng bất giác sinh ra vẻ tràn đầy kính sợ kính sợ này khác lúc trước đối với đạo không lúc trước là vì kính sợ đạo thần tông hiện tại kính sợ con người của tô minh hứa tuệ biểu tình phức tạp lại nhìn tô minh lần đầu tiên mà cô bản năng muốn tránh né ánh mắt từ đối phương đi thôi chúng ta sẽ tiếp tục tiến tới thần nguyên tinh hải tô mình lại bình tĩnh nói tuân lệnh các tử sĩ tu sĩ của đạo thần tông chín ông lão miêu nữ là đồng thanh kêu lên thậm chí trong lòng của hứa tuệ cũng kìm không được thầm kêu lên ở trong lòng hết chương đào đào hầm <laughs> làm bộ làm tịch thực sự là biết giả bộ 13 chiến thuyền lao nhanh trong trời sao, trong một chiến thuyền to nhất, Hạc Trọng Lông vẻ mặt hâm mộ không ngừng lầm bầm. <laughs> Hạc bà nội đó, chuyện khỏe mẽ như thế này, nên là ta làm mới đúng chứ. <laughs> Hạc Trọng Lông lại gục đầu ủ rũ. Mình lòng ở bên cạnh trợn mắt trắng, thực tình là nó không muốn đả kích đối phương, không chỉ muốn ra mấy ngày trước khi bầy đầy đào thú xuất hiện thì Hạc Trọng Lông bị hồ cho không dám ra khỏi nửa bước. À, ngươi cứ tưởng tượng mà xem, trong huyết hải ngập trời hạc trọc lồng ta tuấn tú phong lưu tẩm phong huyết hải phất tay gãi lưng nhưng mà đề đào thú thì đã chết mười vạn phất tay cái gãi gãi ngực đề đào thú còn lại thì lại quỳ lạy Thật sự là khoe mã tưởng tượng liền cảm thấy cái tên này là không có chồng sáng bên trái có miều nữ bên phải thì là cô gái kia sau lưng là còn có chín lão già trước mặt thì là có mấy ngàn tử sĩ hạc trọc lông nghiến răng nghiến lợi bộ dạng ganh tị nếu như mà hạc gia gia ta có thể giống như vậy Thì lập tức yêu cầu mọi người đưa ra hết tinh thạch <laughs> Còn hắn thì sao Ờ à, hắn đó Hắn là không nhắc tới chuyện tinh thạch Ờ à, cái này 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 Thực sự là lãng phí Thực sự là đáng xấu hổ và vô dụng Ờ à, không được Ta phải tìm hắn đi lý luận mới được Mình Long, Người đừng có mặc cản ta Ngày hôm nay hạc gia gia ta nhất định là phải đi Hạc chọc lông mắt đỏ ửng lên, tức giận không định ra khỏi phòng, nhưng mà không bước được vài bước thì lại nhìn lại mình lòng nằm ườn trên mặt đất. Ờ, à... Ngươi đừng có cản ta. À, ta không có cản ngươi. Mình lòng lại thở dài, vội vàng chuyển chỗ, bộ dạng vô tội. À, thôi thôi, ngươi, người nói người cũng đúng. Ta không nên hẹp hỏi như vậy. À, thì thôi. Hạc trong lông lại con mắt xoay tròn, vội vàng ngồi xuống, dáng vẻ như là mình rất rộng rãi. Ta có nói gì đâu. Mình lòng lại ngây ra, nó gãi đầu. Ờ, à, thì ngươi vừa mới bảo ta đừng có đi đấy ế, ta có nói đâu. Người, người có nói. Thực sự là không nói. Một dòng một hạc ở trong gian phòng vì vấn đề này mà tranh cãi gầy gắt. Ở người bên ngoài nghe thấy giọng của chúng, nhưng mà tôi mình ở trên sàn tàu chiến thuyền không xa, mối liên kết giữa hắn và hạc chọc lông khiến cho hắn nghe thấy rất rõ. Không để ý đến hạc chọc lông, tôi mình cúi đầu sửa ngực, chỗ đó không có mảnh đá đen, nhưng mà hắn đã có thói quen tồn tại. Mặc dù mảnh đá đen này đã ở trong linh hồn của tôi mình, nhưng mà hắn vẫn là tiềm thức cảm thấy nó treo trên cổ tình hình mấy ngày trước hiện ra trong óc của tụ mình sau khi bày đề đầu thú rời đi huyết hải ngập trời giây phút tôi mình bước ra thì nó ngừng tụ lại lao hướng hắn cuối cùng biến mất quanh hắn tôi mình cảm giác được những huyết hải này không biến mất mà chỉ là bị mảnh đá đen này hút đi diệt sinh chi trùng tôi mình nhắm mắt lại hồi lâu sau lại lần nữa mở ra tụ mình buông xuống bàn tay ấn ngực chuyện liên quan đến diệt sinh chi trùng ách thường phần thần và còn có hạt trọng lông tụ mình đã đoán ra một chút ít nhưng mà không phải toàn bộ tuy nhiên hôm nay không phải là lúc điểm kiểm chứng hắn phải đi thần nguyên tinh hải để tìm kiếm liệt sơn tù nếu như tìm ra được vậy thì là tốt nhất nếu như không có manh mối thì tôi mình chuẩn bị theo đội đạo thần tông rời ra khỏi thần nguyên phế địa rời khỏi đây quay về đạo thần chân giới quê nhà cũ của hắn nếu như có thể quay về đạo thần chân giới tụi mình quyết định hắn là phải lấy cách khác để trả tù đạo thần chân giới cái này không phải là ngay mặt đối mặt mà là phải ân, âm thầm ăn mòn ta sẽ muốn trở thành người đứng đầu ở trong tộc nhân của họ họ đạo đạo thần tông các người ta sẽ chậm rãi khống chế đạo thần tông cho đến khi nắm ở trong tay cả đạo thần chân giới ta sẽ phải trở thành kiếp chủ của đạo thần chân giới ta phải trở thành đạo thần của các người đến lúc đó tiên tộc cũng tốt ý chí đất âm tử cũng thế đều sẽ tan thành mây khói chỉ có cách này mới khiến chất đế thiên không thể nào phát hiện ra ta ta có thể thấy lấy lại thân thể của ta mắt của tô mình chợt lóe ra tia sáng khoái môi cong lên nụ cười lạnh Tô Minh không còn là một thiếu niên ngây ngô, có thể nói hắn là cáo già mưu tính sâu xa. Cách này chắc chắn là đế thiên sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Tô Minh nhìn xung quanh, tất cả tu sĩ trên 13 chiến thuyền đều là thuộc hạ của hắn. Lúc trước bọn họ là kính sợ đạo không, hiện tại cũng là như vậy, nhưng Tô Minh lại chính là đạo không bây giờ. Vậy là những người này là thành viên tổ chức của hắn. Qua sự kiện để đào thú, Tô Minh cảm giác rõ rệt dù thái độ của bọn họ với hắn vẫn như cũ, nhưng mà ở trong mắt tăng thêm sự cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt này không phải là bởi vì đạo thần tông, mà là bởi vì chính Tô Minh thậm chí mình ân cửu lão dù biểu tình như bình thường không lộ ra quá nhiều khác lạ nhưng mà tô minh từ một chuyện nho nhỏ cảm giác ra thái độ của chín ông lão này so với hắn có một chút cung kính không dễ phát hiện và thêm sự vui mừng giống như là trưởng bối nhìn vãn bối trưởng thành trừ những người đó còn có nhiều nữ cũng đã thay đổi tất nhiên là biến đổi nhiều nhất là hứa tuệ cô không che giấu nhưng mà ở trong không khí trở nên mà ở trên chiến thuyền khác thỉnh thoảng ánh mắt lại tập trung nhìn vào tô minh trong ánh mắt có tia do dự phức tạp và một chút kỳ dị Tô mình nhắm mắt, mặc kệ những thứ xung quanh, hắn cảm nhận được tu vi của mình. Hiện tại đã là trung kỳ vị giới, còn thân thể thì có thể so với hậu kỳ vị giới. Nếu như thêm vào lực lượng thần nguyên, thì hắn có thể chiến đấu với một viên mãn vị giới một trận. Nếu như dùng thêm lực lượng của ách thương phân thân, hoặc là ách thương phân thân đích thân đến dung nhập vào phân thân khác, vậy thì sức chiến đấu của Tô mình dù rằng vẫn không cách nào có thể đối kháng với trưởng duyên sinh diệt, nhưng với kiếp nguyệt cảnh thì không nói chơi. Dù rằng là đối đầu kiếp rừng láo quái thì ách thương phân thần Tô mình có thể chiến đấu. Loại tu vi này, Tô Minh chưa từng tưởng tượng đến lúc mới rời ra khỏi man tộc, nhưng hôm nay hắn đang nắm giữ. Tô Minh im lặng, sở túi chữ vật, bên trong còn có thái bình hữu tượng báu vật thần nguyên. Đạo Quỳ Sơn hoàn toàn triển khai, chúng đều là đòn sát thủ của hắn. Quan trọng hơn, Tô Minh có độc phong. Độc phong sở hữu phong thần mật hoa là nguồn suối cho tu vi của Tô Minh không ngừng tăng cao. Nghĩ tới đây, Tô Minh cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải của mình. Ngón trỏ trông bình thường, nhưng mà một mình Tô Minh biết, trong đầu ngón tay của hắn ẩn chứa phong thần mật hoa. Nhưng mà phong thần mật hoa này vào giờ phút cuối hắn lựa chọn giữ lại, Mặc dù sẽ dẫn đến nguy hiểm Nhưng mà chỉ cần khống chế nó không lan tỏa ra ngoài Thì có thể tránh được Đặc biệt là khu vực Tô Minh khoanh chân ngồi Tồn tại 13 tầng sáng Đó là phòng hộ của 13 chiến thuyền ngưng tụ một chỗ Cộng thêm tu vi, phong ấn của bản thân Tô Minh Có thể khiến cho mùi hương phong thần mật hoa Không tỏa ra bên ngoài Lúc tiếp tục hòa tan phong thần mật hoa Tô Minh hoàn toàn hiểu hết ký ức của đạo không Cũng biết được sự kỳ dị và cách sử dụng tinh thần thánh bảo tinh thần thánh bào này có thể làm vật mà tất cả những đệ tử dòng chính của đạo thần tông mới có thì đương nhiên nó có những chỗ cường đại qua mấy ngày tìm hiểu cộng thêm ký ức của đạo không tôi mình đã nắm giữ được người bị nô dịch càng nhiều uy lực của thánh bào càng lớn xem ra đạo không của đạo không cộng với ký ức của hắn ở đạo thần tông hắn đã có gần 10 vạn phó tòng tu vị của 10 vạn phó tòng này đều, đều là không tầm thường hắn là còn có 4 thị vệ mỗi người có thực lực hậu kỳ vị giới tuy nhiên vì thần nguyên phế địa đặc biệt, họ không thể nào đi theo được. Đành phải ở bên ngoài mà chờ đợi. Tay phải của Tô Minh lại sờ bộ đồ, khói môi cong lên. <laughs> Tình thần thánh bào này có ba công hiệu. Một là phòng hộ. Kích phát lực lượng phòng hộ thì căn cứ vào thánh bào khác nhau có điểm mạnh khác biệt. Thánh bào của đạo không có thể chống lại một kích hết sức từ kiếp nguyệt. Điều này là mạnh hơn tập nhân dòng chính của đạo thần tông lúc trước mà ta giết chết. Nằm đó, bộ áo này không thể nào đối kháng với bà lão già phong ấn trong hồn của ta. Có thể thấy rõ, nó yếu ớt cỡ nào Mắt của Tô Minh hồi ức lại chuyện năm xưa Bây giờ lại nhìn Thì ba người phong ấn trong hồn quán Chỉ cỡ như xích hòa hầu Thứ hai là thần thông phong ấn Thánh bảo này cường đại như vậy Cũng là vì có công dụng quan trọng như thế Có thể phong ấn thần thông của người ngoài Tự mình suy ngẫm Nhưng mà muốn thi triển ra thuật này thì cần có đủ tu vi Và cần có đủ phó tòng mới kích phát ra được Thứ ba là hóa thân tinh thần nhưng mà muốn làm được điều này thì cần thiêu đốt linh hồn của một nô bộc mới được. Hóa thân tinh thần, nắm giữ được nguyên lực một giới. Coi như là đối diện với kiếp dương cảnh cũng có thể biến cưỡng chống lại một kích hết sức. Thánh bào càng cường đại thì chắc chắn cuối cùng có thể hóa thân tinh thần hải. Vậy là có uy lực nó mạnh mẽ có thể lay động được kiếp dương. Đáng tiếc, hóa thân tinh thần không hề nhẹ nhàng. Thánh bào này cũng không đạt đến đẳng cấp đó. Bộ đồ hiện tại chỉ là một thánh bào bốn tầng. Các chín tầng là vẫn còn rất xa, hơn nữa trong ký ức của đạo không dường như nếu như tinh thần thánh bào này đến chín tầng thì là còn có thần thông ẩn giấu nào khác màu sắc của nó cũng sẽ biến đổi nó sẽ trở thành màu bạc trong ký ức của hắn thì tộc nhân dòng chính đạo thần tông đã từng tồn tại cổ xưa đã có người có bộ đồ đó màu bạc trong tộc nhân cùng với thế hệ của họ thì trước khi đạo không tới thần nguyên phế địa này chưa ai đạt tới trình độ màu bạc Tụi mình xoay chán, nhắm mắt, yên lặng tĩnh tọa và điều dưỡng. Thời gian chậm rãi trôi, lần này 13 chiến thuyền tiến tới một đường xuân sẻ, không còn gặp giống như là bầy đề đào thú. Dù rằng ngẫu nhiên gặp một ít mãnh thú giải rác hoặc là tránh đi, hoặc là tiêu diệt, xem như là gió êm sóng lặng. Mãi tới 3 tháng sau. Hành trình của Tô Minh rốt cuộc là tới bên ngoài rìa của thần Nguyên Tinh Hải. Chỗ đó có từng thiên thạch bình bồng vô biên vô hạn, nghe nói là vòng quanh nguyên thần Nguyên Tinh Hải. Nó là tiêu chí bước vào trong chỗ này, đại biểu đã tới ngoài rìa của thần Nguyên Tinh Hải. 13 chiến thuyền tới gần thiên thạch này, lập tức có những thanh âm vang lên, có những tiếng tấu dường như là mỗi vần, lần vang lên là khoảng cách thời gian giống y như đúc. tôi mình lại mở mắt bao gồm cả hắn tất cả những tu sĩ nhìn thấy viên thiên thạch không xa là có một người đàn ông gầy yếu biểu tình chết lặng ngồi sổng trên đá vụn tay phải giữ quy luật đang đào hầm. hết chương hết tập 156 mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tôi mình.